Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay chủ nhật ngày 20 tháng 9, chúng tôi sẽ chuyển đến những nội dung đáng chú ý sau đây. Trong chuyến kiểm tra tình hình khắc phục sau bão số 5 vào sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu xây dựng hệ thống cây xanh bền vững hơn. Để kịp thời đón học sinh quay trở lại trường trong ngày mai 21 tháng 9, đội ngũ giáo viên các trường học đã được huy động tối đa trong những ngày cuối tuần để tổng vệ sinh trường lớp. Thừa Thiên Huế hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, nội dung sẽ đến trong phần của chương trình. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện số 12 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó với mưa lũ, gửi các tỉnh thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Nam và các bộ ngành liên quan. Công văn chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả và chủ động ứng phó với mưa lũ, tổ chức cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình có người chết, mất tích, thiệt hại về nhà cửa. Các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để kịp thời ứng phó, sẵn sàng các phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả, đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, khắc phục nhanh các tuyến đường sạt lở, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Các cơ quan thông tấn báo chí đồng thời làm tốt công tác truyền thông, kịp thời đưa tin diễn biến thiên tai và công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả. Xây dựng hệ thống cây xanh bền vững, trong đó chú trọng các loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của tỉnh Thừa Thiên Huế là những yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi kiểm tra khắc phục hệ thống cây xanh công cộng do cơn bão số 5 gây ra trên địa bàn thành phố Huế vào sáng nay, cùng đi với đoàn có đại diện các sở ban ngành liên quan. Sau khi kiểm tra hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Huế phối hợp với các lực lượng chức năng như Trung tâm công viên cây xanh, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, lực lượng dân quân, dân phòng, đoàn thanh niên của các phường và người dân nhanh chóng dùng các phương tiện giải phóng những cây đổ chặn ngang đường để giao thông đi lại. Đồng thời tiến hành chặt cành, dọn dẹp các tuyến đường, nhất là tuyến đường đi bộ ven sông Hương, tạo điều kiện người dân đi lại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu dọn dẹp đoạn nào phải dứt điểm địa điểm đó, không để ùn tắc nhiều ngày trên nhiều tuyến đường và khu dân cư, gây cảnh nhếch nhác, bất mỹ quan đô thị. Sau khi khắc phục những thiệt hại về cây xanh do bão số 5 gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý các cơ quan, ban ngành cần nghiên cứu thấu đáo việc trồng bổ sung hoặc thay thế những cây xanh đã bị gãy đổ, trong đó chú trọng đặc tính của chủng loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, vị trí dự kiến trồng cây để cây xanh phát triển đạt hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng việc quy hoạch hệ thống cây xanh công cộng cần có tầm nhìn lâu dài. Điều đó không chỉ đơn thuần để cải thiện cảnh quan đô thị mà còn tính đến sức chịu đựng của các loài cây trước các hiện tượng thất thường của thời tiết. Việc phát triển cây xanh đô thị hợp lý thì sẽ là một biện pháp hữu hiệu giúp thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu. Ngay sau khi cơn bão số 5 càn quét qua địa bàn tỉnh, nhiều trường học đã bị ảnh hưởng khá lớn, đặc biệt là hệ thống cây xanh và cơ sở vật chất. Để kịp thời đón học sinh quay trở lại trường trong ngày mai 21 tháng 9, đội ngũ giáo viên các trường học đã được huy động tối đa trong những ngày cuối tuần để tổng vệ sinh trường lớp. Cơn bão số 5 đã gây ra tốc mái và làm đứt thêm một mảng tường phía ngoài của phòng hiệu bộ trường tiểu học Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy. Hơn 75% cây xanh bị gãy đổ, trong đó có nhiều cây xanh lâu năm. Ngay sau khi bão tan, nhà trường đã huy động lực lượng giáo viên, nhân viên nhà trường tiến hành dọn dẹp cây xanh, vệ sinh lại các phòng học và các điểm bị tốc mái, hư hỏng do bão. Tất cả hệ thống cây xanh đều bị ngã rạp và bị gãy hết, gần như là 75%. Sau cơn bão thì cái phần xuống cấp này càng trầm trọng hơn, tốc mái và cái bức tường thành ở phía ngoài đường là đã có hiện tượng nứt cỡ khoảng một phân và rất nguy hiểm cho đến thì tính mạng của học sinh và giáo viên, bởi vì cái nhà này là hiện đang được trưng dụng làm phòng y tế, phòng hoạt động đội và phòng học hội đồng. Bão số 5 chủ yếu gây thiệt hại về cây cối, hệ thống điện và một số phòng chức năng, nên sau khi bão tan, các trường đã cùng phối hợp với các lực lượng vũ trang tiến hành dọn dẹp sơ bộ. Riêng hai ngày cuối tuần này, các trường học đã huy động lực lượng tại chỗ ra quân thực hiện ngày chủ nhật xanh, tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, lập lại mái nhà và chủ động triển khai các phương án đối phó với mưa lớn sau bão. Việc đầu tiên là nhà trường nắm tình hình của giáo viên. Sau đó 15 giờ ngày 18 tháng 9 thì trường đã điều đội ngũ ba cột cán để về mà dọn sân trường, cây cối, triển khai toàn bộ giáo viên về thực hiện tiếp tục vệ sinh các phòng học để chuẩn bị cho các em phòng học tốt trước khi ngày thứ hai các em đến trường.
Sau khi bão đi qua thì nhà trường cũng đã lên phương án khắc phục hậu quả, đó là chi đoàn cán bộ giáo viên cũng như là lực lượng tự vệ và phối hợp với bộ đội biên phòng của tỉnh đội cử lực lượng đến giúp nhà trường trong công tác khắc phục hậu quả. Và đến giờ hiện tại thì công tác khắc phục hậu quả của nhà trường cơ bản đã hoàn tất và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày học sắp đến. Hiện tại, ngành giáo dục tỉnh cũng đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường lực lượng khắc phục hậu quả do bão gây ra để học sinh trở lại trường học bình thường trong tuần tới. Thưa quý vị, cơn bão số 5 đã để lại hậu quả nặng nề cho người dân. Những ngày này, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được huy động về các địa bàn để giúp dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh, sớm ổn định lại cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên tại địa bàn huyện Phong Điền. Là một trong những gia đình của thôn Gia Viên, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, dù thiệt hại nặng nề do cơn bão số 5 gây ra, ngôi nhà cấp 4 của mẹ Trương Thị Gái đã bị bão làm cho tốc mái, ngói và tôn của mái hiên cũng bị vỡ hết. Thì trong chiều ngày 19 tháng 9, hơn 10 cán bộ chiến sĩ cùng với lực lượng dân quân của địa phương, của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhanh chóng giúp mẹ lập lại nhà, đã làm cho mẹ không giấu được niềm xúc động. Nhà mẹ là cái ngói, cái mái ngói nữa là lóc gần hết, còn cái mái hiên này lóc. Cái da dưới cũng lóc hết sạch trơn, 4-5 tấm dưới đó, 6-7 tấm dưới đó. Giờ miệng có cái chỉ mà nên đọc công ơn của các cháu, các anh, các em, một đôi hết. Mẹ cũng là cảm ơn, một lời cảm ơn chân thành của mẹ đã giúp đỡ cho mẹ lợp được cái da. Mẹ cảm ơn. Qua thống kê sơ bộ như vậy thì là sau khi bão đi qua thì là địa bàn xã Phong Hiền có 863 nhà bị tốc mái, và quá trình bị tốc mái là nặng thì có khoảng hơn 20 nhà. Thì để đảm bảo cái công tác khắc phục nhanh nhất để trở lại cuộc sống bình thường thì với cái hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì xã đã phân ra các nhóm để phân chia, và từng tổ, một tổ thì thực hiện cái công tác là thông đối với cái hành lang an toàn giao thông của các cái đường tỉnh lộ, đường liên thôn. Một tổ thì giúp cho các cái hộ dân dừng lại nhà cửa, và một tổ thì giúp cho các cái trường học để mà dọn dẹp vệ sinh cảnh quan môi trường để sớm trở lại trong thứ hai này để các trường là học lại ổn định. Là địa phương phải hưởng chịu những thiệt hại nặng nề, cơn bão số 5 đã làm 1 người chết, 12 người bị thương và làm cho hơn 5.600 ngôi nhà của người dân trên toàn huyện bị tốc mái. Cùng với đó là hàng ngàn cây cối bị gãy đổ, đã làm thiệt hại rất lớn cho người dân. Ngay sau khi cơn bão đi qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hàng ngàn cán bộ chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ trong toàn tỉnh, nhanh chóng cơ động về các địa phương để kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả sau bão. Tại huyện Phong Điền, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ, bộ đội thường trực cùng với dân quân tự vệ và các lực lượng địa phương tiến hành dọn dẹp vệ sinh, thu dọn số cây cối bị gãy đổ tại các con đường liên thôn, liên xã, các trường học, mà đặc biệt là giúp các gia đình có nhà bị tốc mái nhanh chóng sửa chữa, lợp lại nhà cửa để bà con sớm ổn định cuộc sống. Cơn bão số 5 đã tàn phá rất nhiều nhà của nhân dân. Sau khi được nhận nhiệm vụ của cấp trên, tôi và các đồng đội đã điều động tới xã Phong Hiền, huyện Phong Điền để giúp nhân dân lợp lại nhà cửa, quét dọn vệ sinh. Tôi cảm thấy đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, sớm mang lại cuộc sống ổn định cho nhân dân. Thì trước mắt chúng tôi tập trung vào các hộ gia đình chính sách, gia đình neo đơn, gia đình là có công, và đặc biệt là các hộ nghèo trên địa bàn của huyện, tiến hành là sửa chữa lại nhà cửa. Và mục tiêu của chúng tôi làm sao đó là tập trung cao nhất lực lượng để là giúp cho bà con sớm ổn định lại cuộc sống. Đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành huy động hơn 600 cán bộ chiến sĩ, bộ đội thường trực cùng với hơn 3.500 lực lượng dân quân tự vệ để giúp nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 gây ra. Và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tập trung ưu tiên các địa phương bị thiệt hại nặng như huyện Phong Điền, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế và huyện Phú Lộc. Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ để giúp nhân dân các địa phương tiến hành khắc phục hậu quả sau bão, để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý,
ngày 19 tháng 9, thí sinh bắt đầu được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học cao đẳng. Để tránh xảy ra những lầm lẫn đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh, Vụ Giáo dục Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo có một số lưu ý quan trọng tới thí sinh và các điểm tiếp nhận hồ sơ. Về thời gian, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến online từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2020. Hình thức điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến chỉ áp dụng đối với thí sinh không điều chỉnh khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và không tăng thêm nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Thí sinh điều chỉnh bằng phiếu offline nộp phiếu điều chỉnh tại điểm tiếp nhận hồ sơ từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9. Hình thức điều chỉnh bằng phiếu áp dụng cho tất cả các thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Trong quá trình thực hiện điều chỉnh nguyện vọng, nếu gặp vướng mắc, thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ liên hệ hotline 1800 8000 nhánh số 2 để được hỗ trợ kịp thời. Nhiều ngân hàng vừa công bố biểu lãi suất mới tiếp tục giảm mạnh ở nhiều kỳ hạn, mức điều chỉnh phổ biến là từ 0,2 đến 0,3 điểm phần trăm. Tại Vietcombank, lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng hiện chỉ còn 3,3% một năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với đầu tháng 9. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 3 tháng giảm 0,2% một năm, xuống còn 3,6% một năm. Tại Eximbank, lãi suất kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống mức 6,6% một năm và 6,4% một năăm. Lãi suất kỳ hạn 36 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 6,3% một năm. HDBank, Techcombank cũng đã áp dụng biểu lãi suất mới giảm khoảng 0,2 điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn. Việc lãi suất huy động vẫn liên tục xuống thấp dù đã bước vào những tháng cuối năm, có thể do nhu cầu tín dụng chưa bứt phá trở lại. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan đến tầm tháng năm nay giảm 4,3%. Kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại tháng 8 đạt 10,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Gần như chắc chắn ngành da giày, túi xách Việt Nam sẽ không thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra là đạt kim ngạch xuất khẩu 24 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Theo Bộ Công Thương, từ nay đến cuối năm, đầu ra của ngành da giày sẽ tiếp tục gặp khó bởi phụ thuộc nhiều vào khả năng khống chế dịch của Mỹ và EU. Động lực lớn nhất cho tăng trưởng của ngành chính là hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Thưa quý vị, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm và được hưởng ứng tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch là dịp tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường. Tại Thừa Thiên Huế, chiến dịch này cũng đã được hưởng ứng mạnh mẽ với hàng loạt các hoạt động thiết thực. Chiến dịch năm nay được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 với chủ đề Cùng hành động để thay đổi thế giới, nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu. Chung tay làm cho thế giới sạch hơn, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Đó là với phương châm một cá nhân, hộ gia đình, một việc làm, mỗi tổ dân phố, thôn bản, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, một công trình, phần việc để Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch sáng. Vào buổi sáng chủ nhật hàng tuần, người dân Thừa Thiên Huế đã tham gia vệ sinh môi trường đường phố, các điểm nóng, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường đô thị, vượt biểu châu Tây, làm sạch các dòng sông, trở lại cảnh quan sáng, xanh, sạch. Phong trào cái ngày chủ nhật xanh là một cái vấn đề mà nó phản ánh trực tiếp đến hàng ngày, nhất là ngày chủ nhật thì cái ý thức của người dân, của các cái hội viên đoàn viên, người ta đã thấy rằng là một cái việc làm như vậy là nó cái thời gian nó ít thôi, rất ngắn, nhưng mà nó có ích. Bởi vì thực tế là như vậy là nó là phản ánh lại cái vấn đề là như vậy là cái làm cho cái đường phố sáng xanh, sạch đẹp hơn. Cho nên tôi thấy rằng cái đề án chủ nhật xanh của tỉnh đối với là Thừa Thiên Huế, tôi thấy là cái này là rất đúng đắn. Ngay từ khi triển khai đề án chủ nhật xanh thì đã được rất là đông đảo bà con nhân dân cùng tham gia, đặc biệt là cái việc trồng hoa, trồng cây xanh cũng như là cái việc mà giữ gìn vệ sinh môi trường, bộ mặt đô thị ngày càng được cải thiện, thì những điểm đen về rác thải cũng đều được xử lý, và hầu như là những điểm đen đó là đều được chính người dân và chính quyền địa phương xử lý triệt để. Không chỉ thực hiện trong ngày chủ nhật, đồng hành cùng với lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương, thời gian qua, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động sôi nổi thiết thực như ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tuần lễ biển và hải đảo, các đợt ra quân ngày thứ bảy tình nguyện, trồng hàng rào xanh, công trình thùng rác xanh vì môi trường xanh sạch đẹp, chương trình bảo vệ dòng sông quê hương, tổ chức ngày hội đổi rác lấy quà tặng, chiến dịch hải lam sạch biển, duy trì mô hình tuyến đường thanh niên đẹp,
mô hình 40 tuyến phố thanh niên xanh sạch đẹp, triển khai thực hiện mô hình tuyến đường sáng xanh sạch đẹp trật tự trị an tại các xã phường thuộc 9 huyện thị thành phố. Thực hiện cái đề án ngày chủ nhật xanh của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì ngoài cái việc duy trì 16 cái mô hình khu dân cư ký cam kết bảo vệ môi trường do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, và việc duy trì các cái mô hình tuyến đường sáng xanh sạch đẹp do Mặt trận và các đoàn thể chủ trì, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cái đoàn thể từ tỉnh đến địa bàn khu dân cư đã tập trung tuyên truyền vận động trong các cái tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của đề án ngày chủ nhật xanh, và qua đó đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện. Không chỉ làm sạch môi trường để làm cho thế giới sạch hơn, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cũng đã tham gia sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường nhằm thay cho túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần vì một môi trường bền vững. Những cái sản phẩm mà chúng tôi đang làm ra thì với cái mong muốn là đưa ra thị trường nhiều hơn những cái sản phẩm thân thiện với môi trường, và để thay thế các cái sản phẩm nhựa như là các cái ống hút hay là các cái giỏ để đi chợ. Ngoài ra thì với cái đội ngũ của công ty thì chúng tôi cũng cố gắng tạo thêm nhiều những cái sản phẩm mới, sản phẩm về thủ công mỹ nghệ, vừa tạo công ăn việc làm bền vững cho bà con. Với quan điểm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường là cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quê hương đất nước, tỉnh Thừa Thiên Huế đã luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng tại các địa phương, góp phần thay đổi diện mạo của đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, chung tay vì một thế giới sạch hơn. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.